Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo bikini họa tiết con sò xinh xắn như thế này ha. Phần cúp thì mình sẽ tóm lại để cho nó có cái độ nhô cao lên nè, có trang trí ngôi sao. Mẫu này mình sẽ sử dụng đen Milkcotton 125g và kim 2,5mm ha. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn cần xác định cho mình chiều cao của cái phần ngực ở size các bạn cần móc là bao nhiêu ha. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ đây là cái phần ngực của mình đang chuẩn bị móc nè. Thì các bạn cần xác định cho mình cái đường kính của cái phần ngực này, tức là cái chiều cao của size ngực mà các bạn đang móc á. Xác định cho mình cái chiều cao này được bao nhiêu cm thì mình sẽ lấy cái chiều cao này mình chia ra cho 3 phần. Chia ra làm 3 phần ha. Các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho nó bằng 2/3 so với chiều cao của cái phần ngực mà các bạn móc nè. Số đo này mình có để ở phần mô tả ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó mình tham khảo số đo. Và cái số đo này sẽ là số đo ước chừng thôi ha. Còn tùy vào size ngực mà các bạn móc, các bạn sẽ đo cho mình cho cái kích thước nó phù hợp hơn. Thì mình sẽ móc cái xích này nó cao tầm khoảng 2/3 so với chiều cao toàn bộ phần ngực ha. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 14 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Khi có được cái xích đầu tiên rồi bằng 2/3 so với chiều cao của phần ngực rồi nè, thì móc lên một mũi móc xích. Chân móc thứ 14 là cái chân móc đầu tiên mà mình bắt đầu móc ha, móc vào đó một mũi móc đơn. Để không có bị lạc mũi, các bạn có thể dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên đó. Sau đó mình sẽ móc tiếp các chân móc còn lại, mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn, chừa cho mình 2 chân móc cuối cùng. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha. Móc chừa đến 2 chân móc cuối cùng. Sau khi đã móc cho mình được các cái mũi móc đơn đến 2 cái chân móc cuối cùng thì ở 2 chân này mình sẽ hạ cái độ cao của mũi móc. Tức là 2 chân này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi dời ha. Chân cuối cùng cũng móc một mũi dời nè. Như vậy là mình đã hạ được cái độ cao của mũi móc ha. Đây sẽ có được cái hàng móc đầu tiên như thế này. Móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ để ý cho mình nè. Mình sẽ có 2 cái chân móc đầu tiên sẽ là 2 chân của mũi dời ha. Thì tất cả các cái chân móc của cái hàng móc tiếp theo này các bạn đều đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên dưới theo cái chiều mình đang móc nè. Đây là đường nằm bên dưới ha. Thì chân đầu tiên sẽ móc một mũi dời. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân mũi dời đầu tiên này. Sau đó tiếp tục chân móc thứ 2 mình cũng móc một mũi dời ha, cũng vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc luôn nè. Khi đã có được 2 mũi dời vào 2 chân liên tiếp rồi thì các chân còn lại mình sẽ móc mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng và đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới như thế này ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi nè, cái chân mình đánh dấu là cái chân đầu tiên của hàng phía dưới, cũng là chân cuối cùng của hàng này. Thì cái chân này cũng móc cho mình vào đường nằm bên dưới luôn. Các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở đây mình sẽ tăng lên được một mũi móc ha. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại thì ở cái điểm này các bạn cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên và cũng đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc ha. Chân đầu tiên sẽ móc 2 mũi móc đơn. Và các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Các chân kế tiếp thì mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Và mình cũng đâm kim vào cái đường nằm bên dưới luôn ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn, móc cho mình cho đến cuối hàng. Thì nhớ chừa 2 chân móc cuối cùng lại nhé. Khi đã móc đến 2 chân móc cuối cùng thì mình tiếp tục hạ độ cao của mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào 2 cái chân đó, mỗi chân móc một mũi dời ha. Các bạn có thể để ý nè, Từ cái chân móc mà mình đánh dấu này thì dời lên một chân, nó là hai cái chân của mũi dời nè. Thì việc đánh dấu mũi nó sẽ dễ dàng giúp mình nhận biết được mũi hơn ha. Đây, chân kế cuối móc một mũi dời và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nha. Chân cuối cùng cũng móc mũi dời nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này mình cũng tiếp tục làm tương tự ha, hai chân đầu tiên mỗi chân sẽ làm một mũi dời. Mũi dời đầu tiên vào chân đầu tiên nè, vào đường nằm bên dưới luôn nha. Đánh dấu vào cái chân đầu tiên. Sau đó tiếp tục mũi dời vào cái chân thứ hai. Khi đã được hai mũi dời vào hai chân liên tiếp thì các chân còn lại móc mũi đơn. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng. Sau khi đã móc cho mình được đến cái chân cuối cùng thì tương tự như các hàng bên dưới, ở cái điểm này mình tăng mũi nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên dưới luôn. Mình cũng móc vào cái chân này hai mũi móc đơn để mình tăng mũi ở cái đầu này ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng tiếp theo này cũng làm tương tự như các hàng bên dưới, tức là đây là cái điểm mà mình tăng mũi nè, tăng mũi để giúp cho cái hàng này nó có cái độ cao lên, thì cái chân đầu tiên sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Để không bị lạc mũi thì nhớ đánh dấu vào chân đầu tiên nha. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến hai chân móc cuối cùng thì mỗi chân sẽ móc cho mình một mũi dời. Mình sẽ làm tương tự như những hàng bên dưới á. Chân của mũi dời sẽ móc mũi dời. Còn cái đầu phía trên này nè, mình muốn tăng cái độ cao của họa tiết sò, nên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân cuối cùng này sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Và khi móc nhớ đánh dấu chân đầu tiên và chân cuối cùng để mình không bị lạc mũi. Mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn đạt được một nửa so với chiều cao của cái phần ngực ha. Và khi móc như vậy thì mỗi hàng móc mình sẽ tăng lên được một mũi móc, giúp cho cái phần này nó có cái độ nhọn dần lên nè. Nó sẽ dần dần cao lên như thế này ha. Tăng mũi ở đầu này thì giúp cho cái phần này nó sẽ cao lên. Mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được một nửa của đường kính ha. Tức là cái chiều cao của sai ngực mà các bạn xác định ban đầu á. Đây, chiều cao của sai ngực nè. Thì mình sẽ móc làm sao cho nó bằng một nửa. Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi bằng một nửa của cái chiều cao này là được. Sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc, lúc này cái phần ngực của mình nó sẽ có cái độ cao dần lên nè. Mỗi hàng móc tăng một mũi nó sẽ có cái độ cao dần lên, và ở cái phía dưới mình móc mũi dời á, nó sẽ hơi chậm lại ha. Để bằng một nửa so với chiều cao của phần ngực ở xa các bạn cần móc rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hạ mũi. Móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Thì để hạ mũi móc, thay vì mình móc cái chân đầu tiên là hai mũi móc đơn cùng chân móc, tức là cái đầu này mình móc hai mũi móc đơn ở mỗi chân nè, thì lúc này mình giảm mũi nên các bạn sẽ giảm cho mình ha. Giảm đi cái số mũi móc đơn. Để cho gọn mũi thì thay vì mình chụm hai chân đầu tiên lại thành một mũi, thì theo chiều mà mình đang móc ở đây thì mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình sẽ bỏ qua được một mũi nè. Khi giảm được một mũi rồi các bạn tiếp tục đánh dấu vào cái chân đầu tiên của hàng móc này. Sử dụng cho mình thêm một kim đánh dấu nữa, các bạn đánh dấu cho mình vào cái điểm giao giữa cái hàng móc tăng mũi cuối cùng và hàng móc giảm mũi ha. Đây. Sau đó tiếp tục móc các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn. Thì lúc này mình đang móc theo cái chiều từ trên đỉnh của phần ngực đi xuống nè, cho nên mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và chừa cho mình hai chân móc của mũi dời để mình móc mũi dời nè. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng, còn hai chân móc của mũi dời thì mỗi chân cũng móc cho mình một mũi dời ha. Ở đây mình không tăng mũi cũng không giảm mũi. Chân của mũi dời thì mình cứ móc mũi dời nè. Hoàn tất được hàng giảm mũi đầu tiên, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình móc theo chiều từ dưới cúp đi lên nè, thì cứ móc mỗi chân là một mũi dời. Mình sẽ có hai mũi dời vào hai chân ha. Đánh dấu vào chân đầu tiên. Sau đó tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi dời. Theo chiều mình đang móc là từ dưới đi lên nè, thì tiếp tục mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn móc cho mình chừa ra hai chân móc cuối cùng. Sau khi mình đã móc được các cái chân móc rồi nè, chừa ra hai chân móc cuối cùng thì đối với cái phần này theo chiều từ cái dưới cúp đi lên. Ở hai cái chân móc cuối cùng này mình sẽ tiến hành chụm mũi ha. Chân cuối cùng mà mình đánh dấu này nè với cái chân sát đó. Để chụm lại hai cái chân móc này nè, tháo kim đánh dấu ra. Ta sẽ đâm kim vào chân kế cuối, sau đó kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng. Cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới nha. Sau đó kéo cái sợi len qua chân này. Trên kim được 3 đường móc này, kéo len qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là mình sẽ chụm lại được 2 mũi phía dưới thành một mũi bên trên. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này thì mình sẽ móc theo chiều từ cái phần đỉnh đi xuống. Thì từ phần đỉnh đi xuống các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Nhớ đánh dấu vào chân đầu tiên ha. Sau đó móc tiếp tục các chân kế tiếp cho đến hai chân cuối cùng này thì mỗi chân là một mũi dời. Sau đó tiếp tục quay ngược đầu móc lại và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Cứ theo chiều từ cái đỉnh đi xuống thì mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai. Còn theo cái chiều mà từ cái phần cúp dưới đi lên nè thì mình cứ móc mũi dời, chừa hai chân móc cuối cùng ở trên và mình sẽ chụm lại. Các bạn cứ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được 1/2 còn lại của cái chiều cao phần ngực nè. Thì ban đầu mình có móc tăng mũi một nửa rồi thì bây giờ các bạn sẽ giảm mũi cho mình một nửa ha. Thì mình sẽ có được toàn bộ cái phần cúp. Sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc giảm mũi thì lúc này mình đã đạt được 1/2 còn lại của chiều cao toàn bộ phần ngực rồi nè. Ta sẽ có được cái độ rộng của phần ngực này ha. Và cái số hàng móc giảm mũi nó sẽ bằng cái số hàng móc tăng mũi nè. Lúc này cái hàng cuối cùng nó sẽ về lại cái số mũi móc của cái hàng đầu tiên mà mình bắt đầu gây nên ha. Ta sẽ có được phần cúp như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chụm lại ở cái phần thân dưới. Các bạn để ý cho mình ở những cái hàng mũi dời mà mình móc ở phía dưới nè. Lên một mũi móc xích ha. Ở những cái hàng mà mình móc 2 mũi dời vào hai chân cuối cùng á, mình sẽ có cái mũi nó sẽ tạo cái đường bính như thế này nè. Ở mỗi hàng nó sẽ tạo đường bính. Đây là một đường bính nè. Thì tiếp tục sẽ là đường bính ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào những cái chân móc nằm chính giữa của hai cái đường bính đó. Thì khi mình đã gây nên một mũi móc xích rồi nè, mình sẽ lần lượt đâm kim vào từng cái đường kẻ này ha. Đây, đường kẻ giữa hai cái đường bính nè. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc giữa hai cái đường kẻ đó. Sau đó kéo len qua cái chân móc ha. Giữ nguyên cái vị trí này nha. Sau đó tiếp tục mình đâm kim vào cái chân móc của hai cái đường kế tiếp. Kéo len qua chân móc. Mình sẽ đâm kim lần thứ hai nè. Tiếp tục lần thứ ba, lần thứ tư. Tùy vào cái kích thước của vòng ngực mà cái phần này nó sẽ có số mũi khác nhau ha. Mình cứ lần lượt đâm kim vào từng cái đường nằm chính giữa này. Sau đó các bạn sẽ kéo len qua cho mình. Đâm kim đến cái chân cuối cùng luôn ha. Chân cuối cùng nó sẽ là cái chân mà mình tạo mũi móc xích đầu tiên nè. Khi trên kim đã có được cái số mũi như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len cho mình qua hết các cái đường này trên kim. Tùy vào size mà các bạn sẽ kéo cho mình cho nó có cái độ vừa phải ha. Sau khi đã kéo qua hết được các cái đường này rồi thì móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Thì như vậy cái phần cúp của mình nó sẽ có cái độ hơi cúp lại ha. Và khi mình móc các cái mũi móc đơn như vậy nó sẽ giúp cho phần cúp của mình nó có cái độ cứng cáp hơn. Bây giờ mình sẽ tạo cái họa tiết phía dưới để gắn phần ngọc. Móc lên thêm 2 mũi móc xích. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình chụm là cái khoảng trống này nè. Móc vào đó cho mình là 5 hoặc là 6 mũi kép đơn ha. Đối với cái mũi kép đơn này thì cũng tùy vào size mà các bạn sẽ gây nên cho mình cái số mũi kép cho phù hợp để mình có thể bao kín được cái khoảng trống này. Sau khi đã có cho mình được cái số mũi kép đơn rồi nè thì lúc này cái phần cúp của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Để kết thúc luôn phần này thì móc lên 2 mũi móc xích, sau đó ta tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống đó, móc tiếp một mũi dời. Từ vị trí này mình sẽ tiếp tục móc phần dây. Đâm kim cho mình vào các cái chân móc xích mà mình gây nên đầu tiên. Móc cho mình mỗi chân là một mũi dời cho đến cái đầu của đoạn xích này ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi dời nè. Sau khi đã dời cho mình được đến đầu của đoạn xích rồi nè, thì các bạn móc cho mình cái phần cúp đầu tiên. Thì khi mình dời lên cái mũi này nè, các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích sao cho nó có cái độ dài. Khi mình nối từ một bên ngực ra phía sau, nó sẽ đủ cái độ dài để mình cột ra phía sau ha. Đó là cái phần cúp đầu tiên. Khi hoàn tất được phần cúp đầu tiên rồi, đến phần cúp thứ hai các bạn cũng làm tương tự cho mình. Nhưng đến cái đầu của cái phần mà mình mới vừa trượt mũi đây nè, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích cho nó có cái độ, một cái khoảng tầm khoảng 1 cho đến 2 cm giữa hai cái phần cúp ha. Ở đây mình sẽ gây nên là 3 mũi móc xích. Sau khi có được 3 mũi móc xích rồi, ta sẽ thả cái kim ra và mình sẽ đâm kim vào cái đầu còn lại của phần cúp mà mình tạo đầu tiên, vào cái chân móc đối diện ha. Sau đó ta sẽ kéo cái nút mà mình đang có qua cái chân móc đó, móc lên một mũi móc xích. Mình sẽ có 3 chân của 3 cái mũi xích này, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè, chân thứ hai một mũi móc đơn và chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình mũi dời cuối cùng á, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc ha. Kéo và cắt len, ta sẽ có được cái điểm nối giữa hai phần cúp. Sợi len đang nằm ở mặt phải thì mình đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời, kéo sợi len ra phía sau, sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được hai cái cúp dính vào nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo tiếp các cái sợi dây cho hai đỉnh của cúp cũng như là phần còn lại ở đây. Tạo cho mình một nút. Khi đã có được một nút rồi nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào những cái điểm mà mình cần tạo sợi dây. Thì ở cái phần đỉnh, cái chân móc nó sẽ là cái điểm mà mình đánh dấu, là cái điểm giao nhau giữa hàng tăng mũi á, cuối cùng và hàng giảm mũi đầu tiên ha. Sau đó mình sẽ kéo cái nút qua chân móc này. Từ đây mình sẽ gây nên một dây móc xích sao cho nó có cái độ dài. Khi mình nối từ cái đỉnh của ngực lên tới cái phần sau cổ, nó sẽ đủ cái độ dài để mình cột nữa ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 90 mũi móc xích cho cái phần dây cột ở phía trên cổ. Còn cái phần dây ngang thì mình sẽ móc khoảng tầm 90 cho đến 100 mũi ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho cái đỉnh còn lại cũng như là phần thân hông. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được những cái sợi dây để mình có thể buộc vào thân nè. Khi hoàn tất cho mình được cái phần cúp rồi, các bạn có thể sử dụng cho mình keo nến hoặc là kim khâu. Mình sẽ khâu hai hạt ngọc ở bên dưới của phần cúp nè, nó sẽ tạo điểm nhấn cho phần cúp ha. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết ngôi sao để trang trí. Ngoài họa tiết trang trí ngôi sao, các bạn có thể trang trí những họa tiết khác ha. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, mũi kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, kép đơn thứ tám, mũi kép đơn thứ 9, mũi kép đơn thứ 10. Khi hoàn tất cho mình được 10 mũi kép đơn rồi, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, nắm sợi len ngắn cuốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Tùy vào độ dài của phần cánh mà các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích sao cho phù hợp với cái phần cánh. Đối với size này mình sẽ móc lên là 5 mũi móc xích. Thì 5 mũi móc xích này nó sẽ tạo cái độ dài cho cái phần cánh của mình. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Chân thứ 5 móc cho mình một mũi dời. Chân thứ 4 móc một mũi móc đơn. Chân thứ 3 móc một mũi nửa kép để mình tăng dần độ cao của mũi móc. Chân thứ 2 móc một mũi kép đơn. Đối với những bạn nào mà tăng size á, tăng số mũi xích này nhiều hơn á, thì ở những chân móc cuối cùng mình đều móc mũi kép đơn hết ha. Ta sẽ có được phần cánh đầu tiên. Thì cái mũi xích đầu tiên mà mình gây nên cái chân móc đó là một mũi rồi, bỏ qua chân đó, móc vào chân kế tiếp một mũi dời, ta sẽ có được cái cánh đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp tục cái cánh tương tự, móc lên 5 mũi móc xích để tạo độ dài cho phần cánh và móc lên một xích để bắt đầu móc hàng ha. Chân đầu tiên móc một mũi dời, chân thứ hai một mũi móc đơn, chân thứ ba một mũi nửa kép, chân thứ tư một mũi kép đơn và chân thứ năm một mũi kép đơn, hoặc là còn số mũi móc cuối cùng thì mình cứ móc mũi kép đơn cho đến cuối ha. Sau khi đã móc đến cuối rồi thì tiếp tục bỏ cho mình cái chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời, sau đó làm tương tự cho đến hết. Sau khi đã hoàn tất cho mình được các cái cánh cho đến hết rồi, mình sẽ có đủ 5 cánh. Đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình móc mũi dời kết thúc vòng tròn á, móc một mũi dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc và kéo sợi len ra phía sau ha. Sau đó giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái ngôi sao 5 cánh như thế này. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu mình đính cố định cái họa tiết của mình vào chính giữa của hai cúp ngực. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một mẫu áo bikini họa tiết con sò xinh xắn như thế này. Nếu móc size người lớn thì lưu ý ở cái phần mà mình chụm mũi ở phía dưới, các bạn sẽ móc cho mình 2 hàng ha. Và 2 hàng này mình sẽ chia ra để mình móc đến điểm cuối cùng cho nó nhỏ lại nè, nó không có bị gấp quá nhiều. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình thể đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.